我们要做什么？要把这整段的五毛的包公安队解决。
có thích lắm nè. Lên lắm bắt đầu chị tới mình sẽ ít nữa. Tôi chỉ có thấy người mà ha, bé ít đồ hỏi liền á, ít chân trái, ít chân mù, qua chỉ đạo ít mà cho tôi bao con nè. Hôm nay mấy nhà nát tàu cũng mà mua tốt lắm nè.
biết là đi đường nào đi. Tìm đâu cũng được. Hai chị em đi đâu ấy. Không ai ở nhà đi. Để lên trên này tìm đi. Dưới, dạ. Em hỏi chút đây, chị, nãy chị có thấy có hai chị em đi qua đây không? Có hai đứa về đây ngừng con dao của chị xong sang bên kia rồi. Em cảm ơn chị nhé, dạ. Em sang bên này tìm em có thấy không? Không có thời gian, bác đang dọn củi, không có thời gian đi cắt cỏ. Vâng. Cháu đi cắt cỏ thì chỉ đi cắt cái cỏ cho lợn cho ông ấy giả tiền. Thế bác chỉ đường cho cháu đi với ạ? À? Vâng. Thế các cháu không có việc làm thì các cháu đi hổ bác cắt cỏ cho chú về bác giả tiền. Vâng. Thế hai cháu đi cắt nhưng mà cắt đầy xong rồi các cháu mà về để quá ông đi làm việc nữa. Vâng ạ. Thế ông mày cẩn thận ạ. Vâng.
Cháu hãy để ông giải tiền con cho các cháu nha. Vâng ạ, thế bọn cháu xin nhé. Bọn cháu cảm ơn. Vâng. Bọn cháu xin phép về ạ. Vâng. Tới dưới cả nó cũng mất thời gian. Có ai ở nhà không ạ? Có. Cái ông gì ạ? Ông ơi, cháu hỏi chút đi. Ông có thấy có hai chị em, một chị cao một này nhưng mà không có một tay như này. Chúng là một đứa cao một này. À vâng, hai đứa gái này là vừa qua đi, vừa có một người không có tay. Làm khi cho ông có một người cột tay, vừa mới qua đi được. Này, cháu đi lên à. Cho đường này lên rồi ông? Vâng. À vâng, thế cháu vào nhé. Vâng. Tôi mới ăn tuần này là mình dùng làm tên mà cầm cơ à? Mua mà, mua cũng mà lên xa cho những tòa tăng mê hài mà. Thế từ mùa cầm cơ à? Chứ là cứ cơ hợp của nó sẽ cứ hợp thế thì tốt ha. Còn đây là mấy từ mùa mấy nó tạo hồ cũng muốn cho là quán cho anh dùng xí cho mấy mà.
cô mày nói bao tiền. Bánh mì bao tiền? จังไปหน่อยแต่ก็ถึงใช้จุดแม่เด็กเสร็จหน้าไปหน่อยเออที่อื่นอื่นเหมือนหน่อยอ๋อนี่ตะกี้แม่ไปนะอย่าเดี๋ยวตะของน้ำหมักตะปังแม่มาเออเจ้าตัวมาก็ยังก่อนจะรู้กล้ารู้เตะตะกี้ตะของน้ำหมักตัวก็ยังก่อนเคยอีจ่าอุจจาระกูก็ตัวจะพอแล้วก็ตัวฮะ Hãy subscribe cho kênh Tuan để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.